Xin chào các bạn, nhà YouTuber bình thường. Em đã đào chuối trồng ra phía đằng kia. Các bạn này, buồng chuối nó chặt đây chắc nó quên chín. Do một tay tôi cầm ấy, tôi nặn một quả các bạn. Đấy. Thôi mình lấy răng mình cắn hết đây. Con ong này là dạng con ong mật. Thôi nó bay mất. Đây là tác phẩm trồng các loại đuôi sóc. Đuôi sóc này thì rừng con tu. Các bạn thấy chưa? Tác phẩm trồng rất đẹp. Cái này nó có hai loại hoa. Một loại đây là đậm hơn này, còn cái này nhạt hơn này. Đây có cây mãng cầu nhỏ mà nó có quả nhìn màu vàng vàng này, khả năng chín. Hả? Đây cậu nó tưới tại gốc, quả này khả năng chín này. Vẫn chưa chín, vẫn xanh, bóp chưa chín. Đặc biệt cái này con bọ hả nó rất nhiều. Đây là bọ hả này, thì quê tôi gọi con bọ hả. Con này nó ấp, nó hút nhựa. Quả này bây giờ vặt vào nó giấm là chín ấy. Xuống dưới đây thì xem có quả gì nữa không. À, bơ có quả. Cây mít này nó cũng nhiều quả này. Thì, nhưng mà giống mít Thái này nó nhanh hỏng, quả chưa dài. Các bạn thấy nhiều quả. Bên phía nặng xếp vào dòng bonsai khủng. Cây rất đẹp, mít đây. Cây này có bốn quả chín, chưa chín cái gì không biết. Cây này nếu xếp cái khủng bonsai khủng đứng đây vào bằng một cái rẽ đó. Nhưng mà do nó ấy, nó thấp đây, ngọn chưa cắt ra chùm. Gọi là cây bonsai khủng. Đây cái cóc cây nó cũng bé thôi, có chùm này 5 quả này. Đây quả cóc mà. Đây nó trồng hàng cái cóc. Từ mãi mới được quả ổi. Nhưng mà nó bị sâu này, cái ổi không buộc sâu, nhưng mình gặm cái vỏ nữa. Đó. Ổi rất ngon nhưng mà nó sâu. Mùa này đang ra quả con nên là mãi nó cũng quả. Cái show. Những quả mít đây bị chuột hay sóc nó gặm này. Các bạn này gặm nhưng răng to này, con cũng to. Cái này khả năng phải đặt bẫy. Đây, quả đây nó gặm nham nhở này. Nó gặm nham nhở. Sóc hay chuột mới nó gặm chuối đấy. Kia những buồng chuối rất to. Các bạn, cây xoài này còn khá nhiều quả. Quả nó rất to. Ui là, có quả rụng. Sóc nó ăn mất. Ui là, nó gặm. Đấy, quả này khá to này. Các bạn thấy chưa? To. Trên này quả nó. Đây, quả trao nổ nặng. Quả này cũng vàng vàng nhưng không thấy mũ. Úi giời, quả to. Đây. Đây có quả chín rụng của con ong. Mấy con ong
quay. Nó có hai loại, một con to con nhỏ. Thế mình quay nó gì? Các bạn, quả này chín thì bây giờ bịch công chín. Các bạn chặt quả bít xuống đây rồi, bây giờ bổ ăn. Đấy, cây hai quả đây tôi đã chặt, nó không mang cây quay nên tôi các bạn bổ đôi mít rất ngon này. Mời các bạn đã bổ xong à, mũi bổ xong. Mít này khá ngọt thơm, mít này giống mít Thái. Các bạn, buồng chuối này cây nó chặt xuống bỏ ở đây nó chín, nó chặt chắc là quên để chín đây. Chín rộ con ong. Con ong nó ăn chuối này. Lúc nãy quay con ong ăn xoài về đến con ong ăn chuối. Thì để tôi cắt ra tôi nhặt ít về mang về làm mồi câu cá. Chuối này ăn vẫn tốt. Đấy các bạn, cắt ra này. Được một rổ đầy tai nữa. Nhưng một số quả này, nhưng mà tôi về tôi bóc đi để tôi ủ mồi câu cá. Cá chấm chắc là rất thích ăn cái này. Buồng chuối chín rất kỹ, ăn rất ngọt. Nó có mùi thơm ong nó đến. Đấy. Các bạn đã tham gia trồng chuối cho thằng cậu. Trồng chuối cả nhà ơi. Đây, cây này thì nhạn, tự nhạn lên, nhưng mà hoa nó trắng này thì chắc gọi là bạch nhạn. Cây này cánh nó hơi đốm đốm hồng thì gọi là đốm nhạn. Cái này nó không dở trắng được không? Các bạn thấy cây của nó, đấy cây của nó thì nó dòng như cây nhạn tháng 4, tháng 8 đấy. Nhưng mà nở bây giờ thì nó thường tháng 4. Nhưng mà cây của tôi thì cái cánh của nó màu vàng, tức là hoàng nhạn. Đây là bạch nhạn này, các bạn thấy chưa? Còn cây này, loại này thì không biết là nó gọi là cái gì nhỉ. Cuống của nó tím này, cái này cuống nó trắng này. Ông này ông trồng rất là nghệ thuật.